Xin chào cả nhà nha. Thì là Tết cũng sắp tới rồi cả nhà ơi. Hôm nay cũng là ngày 28 Tết rồi. Mình có mua hoa về, mình cắm vào bình. Thì hôm nay mình chia sẻ đến cả nhà một cái cách cắm hoa để như thế nào mà mình để được lâu tầm khoảng 10 ngày mà nó không có bị cái nước nó không có bị hôi thối đó cả nhà, mình không cần phải thay nước. Mình thì cũng sử dụng nhiều cách lắm rồi, nhưng mà mình thấy cái cách này á là nó rất là hay và nó giữ được cái hoa mình tươi lâu á. Thí dụ như mà nước mà nó cạn xuống thì mình chỉ cần thêm nước vô thôi, chứ mình không cần phải đi thay nước luôn nữa. Thì cái cách nó như thế nào thì bây giờ mình chia sẻ đến cả nhà nha. Thì hôm nay mình cũng có mua hai bó hoa này nè, thì về mình cắm. Thì hôm nay 28 rồi, giờ mình cắm hoa cũng được rồi đó cả nhà. Thì thông thường thì miền Tây của mình nó vào những cái ngày Tết đó thì nhà nào cũng có một bình hoa tươi trong mâm cơm ngày Tết, hay hoặc là để trên bàn thờ tổ tiên, cũng có thể cắm để trong phòng khách cũng được ha cả nhà ha. Thì hoa tùy theo cái bình bông của mình, cái bình cái chậu hoa của mình nè, nó cao hay là nó thấp thì tùy theo mình cắm, nó cao hay là nó thấp là tùy mình ha. Thì bây giờ mình cắt ngang đây trước cái đi. Cho nó ngắn gọn lại đi. Hôm nay thì mình sử dụng cái loại thuốc này. Đây là cái thuốc hiệu Atunit ha. Cái loại thuốc này thì mình mua có mười mấy ngàn một bịch thôi. Nó là loại thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng á. Mà ai mà nhà vườn nông dân thì đều biết cái gói thuốc này ha. Thì bây giờ mình sẽ cho nước vô trong cái bình hoa của mình trước đi. Mình cho vừa thôi. Ví dụ như mình cắm tới đâu thì lát nữa mình sẽ tuốt cái lá bỏ. Nếu mà nước mình cho tới đây thì mình sẽ bỏ lá tới đó nha. Đó, ở trên thì mình chừa lại ha. Giờ mình cắt cái thuốc này ra. Mình cho vô đây tầm khoảng 3 giọt thôi. Đó. Bao nhiêu là được rồi, cái mình chế nó hơi bị nhiều á. Mình cho vô 2-3 giọt vậy nè. Rồi mình quậy đều trong cái nước ha. Khi mình quậy ra thì cái nước nó chuyển cái màu giống như là cái nước trà mà mình pha giật giật vậy đó. Nó có cái màu hơi vàng vàng ha. Thì cái nhánh hoa này bây giờ mình cắt vậy nè, mình cắt xéo nha. Mà mình cắt nó cho nó thật là ngọt nha. Đó, mình cắt ngọt vậy nè. Cho nên là mình dùng cái dao bén mình cắt. Còn nếu như mà mình dùng cái kéo á, thì mình cũng phải cắt cho nó cái kéo thiệt là bén á, mình cắt một cái mình dứt khoát vậy ha. Nếu mà cái kéo lục á thì mình cắt nó sẽ bị dập dập cái phần gốc này nè. Mình cắt dứt khoát vậy á thì cái gốc này nè nó không có dập. Nó dập á thì nó sẽ mau hư lắm. Dao này rất là bén luôn. Cắm hoa thì mình chỉ cắm theo cái cách đơn giản nhất như vậy thôi, chứ mình cũng không có cắm đẹp giống như là mọi người đâu ha. Rất là đơn giản vậy đó. Mình chỉ chia sẻ đến mọi người cái cách cắm hoa để như thế nào cho nó lâu tàn thôi ha. Thì đây là cái bình hoa mình đã cắm xong. Mình cắm không có được khéo tay lắm nha, tại vì mình cũng không có cắm hoa đẹp lắm đâu cả nhà. Thì mình chỉ chia sẻ cái cách cắm hoa đến cả nhà vậy thôi. Thì cũng có rất là nhiều cách, nhưng mà mình áp dụng cái cách này á thì mình thấy là mình trưng được lâu, mình không có cần phải thay nước đó. Thì đây là cái loại thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng. Nếu mà mình đi ra ngoài chợ mà mấy cái tiệm người ta bán phân đó, phân thuốc rồi đó thì mình mua có. Nếu mà không có cái loại này thì mình có thể mua cái loại kích thích rễ nào cũng được. Cái bịch thuốc này mình mua chỉ có mười mấy ngàn thôi, nhưng mà mình xài được rất là nhiều lần luôn. Như bình thường ở nhà của mình á, vào những cái ngày 30, 29, 30 hoặc là ngày rằm đó thì mình cũng có cắm hoa, cho nên là mình để ở trong nhà. Rồi mỗi lần mình cắm á, thì mình cho vô một vài giọt vậy ha. Rồi xong rồi mình cắt trên cao á, mình để chỗ nào kỹ kỹ đó cả nhà, rồi mình cắt ha. Thì lúc trước á, mình chưa có áp dụng cái cách này á, thì mỗi lần mà mình cắm hoa tầm khoảng chừng 2-3 ngày á, là cái nước của nó bốc mùi hôi thối rồi cả nhà. Rồi mỗi lần mà mình phải đi thay nước á thì mình ra mình dở ra nó có cái mùi rất là khó chịu. Hoặc là mình cũng hay cắm hoa tươi ở trong cái phòng của mình ngủ đó, bông hồng đồ hay là gì đó, thì mình cắm vài ba bữa là nó có cái mùi rất là khó chịu luôn á. Cho nên là mình áp dụng cái cách này mình thấy nó rất là hay luôn.
thì đâu có cần phải thay nước gì đâu, cứ nước mà nó giật xuống á thì mình châm lên thôi. Cái này mình có thể chưng như thế này á, là mình thêm nước á, là tầm khoảng 10 ngày tới 15 ngày đó là hoa mình vẫn còn tươi rất là đẹp luôn ha. Thì mấy cái ngày sắp tới này là Tết này, mình nghĩ ở nhà cũng sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị cắm hoa, cho nên là mình sẽ chia sẻ cái cách này đến mọi người ha. Thì mọi người cứ áp dụng thử đi nha, mình thấy nó rất là hay cho nên là hôm nay mình chia sẻ ha. Thì video đến đây mình cũng xin khép lại nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt, bye bye.